Hơn 2 ngày sau khi các tay súng Hamas xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ dải Gaza, quân đội Israel vẫn đang chiến đấu nhằm giành quyền kiểm soát các thị trấn đang nằm trong tay Hamas. Trong một tuyên bố, tư lệnh quân đội Israel Herzi Halevi dự đoán giao tranh sẽ còn kéo dài và phức tạp. Israel đồng thời tiến hành không kích Gaza, khiến nhiều tòa nhà, đường xá đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trong 24 giờ qua, hơn 187.000 người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong khi đó, phong trào Hamas đe dọa sẽ hành quyết một con tin trong số hơn 100 con tin họ bắt cóc hôm 7 tháng 10, tương xứng với mỗi cuộc tấn công của Israel. Mặc dù vậy, Phó Thủ lĩnh Chính trị của Hamas Musa Abu Mazouk cũng cho biết, lực lượng này luôn để ngỏ khả năng thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel sau khi đạt được mục tiêu đề ra.